Sao đến việc sơn băng kiệt thủy, khùng thảm thương ba tâm quá chừng. Nhìn xem trần nước mắt rưng rưng, cảnh áo não kể sao cho xiết. Ta dạy dỗ là vì tình, thiệt cho bá gia rõ biết người khùng. Thấy dương trần làm dữ làm hung, nên khuyên nhủ cho người lương thiện. Chớ lục tự trị tâm bất diện, thì lâm nguy có kẻ cứu mình. Ai lòng nhân hoặc chép hay in, mà truyền bá đặng nhiều phước đức. Trong bá tâm từ nay buồn bực, khùng yêu dân chỉ rõ đạo màu. Ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp. Việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, mà khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành. Cầu linh hồn cho được vãng sanh, đây chỉ rõ đường đi nước bước. Hãy tưởng Phật đừng làm bảo, ngược ta phần hồn vào khắp thế gian. Vào xác trần nước mắt chưa chan, khắp lê thứ nghe lời thì ít. Thì kính thưa quý vị, hôm nay thì Nghĩa cũng hay tin là cô ca sĩ Phi Nhung đã qua đời. Quý vị cũng thông báo đến tất cả những người mà yêu mến cô Phi Nhung, một giọng hát cũng rất là ấm áp, nhẹ nhàng, mang đậm chất Nam Bộ. Quý vị, cô sinh năm 1970 và mất vào ngày trưa ngày 28 tháng 9 năm 2021, tức là ngày hôm nay nè quý vị, cũng mới vừa mất đây. Trong lúc thì Nghĩa đang kể về chú Tư Mắt Kiến thì Nghĩa cũng nhận được cái tin của rất nhiều người bạn gọi đến. Thì cũng tại sao thì Nghĩa phải nhắc đến ca sĩ Phi Nhung, thì Nghĩa cũng ghi nhận cái tấm lòng của cô. Tuy là cô có hứa với thì Nghĩa thực hiện cái chương trình để mà đọc sấm giảng của Đức Thầy đó, mà chưa có thực hiện được, nhưng thì Nghĩa nghĩ rằng cố gắng để hết dịch này, giá nào thì Nghĩa cũng mời Phi Nhung để mà đọc tác phẩm sấm giảng của Đức Thầy để cho mọi người nghe. Tại vì sao? Tại vì thì Nghĩa biết cái chất giọng của cô là chất giọng miền Tây, có rất là mang cái âm điệu mà đọc sấm giảng của Đức Thầy thì Nghĩa nghĩ rằng mọi người sẽ thích. Cho nên trong rất nhiều nghệ sĩ thì Nghĩa đã làm qua rồi, nhưng mà ca sĩ thì Nghĩa mới mời được cô Hương Lan. Trong đó thì một cái người mà thì Nghĩa đang định mời đó là ca sĩ Phi Nhung. Có điều hôm nay thì Nghĩa cũng xin tri ân cô và cũng xin đốt nó một nén hương để cầu nguyện cho cô về cảnh giới an lành của Phật. Tại vì tuy là mình không có làm, chưa có thực hiện chương trình, nhưng mà cô có một lời hứa, cho nên thì Nghĩa nghĩ rằng đó cũng là một cái điều mà cô cũng có một cái phước báo cô mang theo đó. Cho nên thì Nghĩa cũng xin thông báo đến tất cả mọi người và kêu gọi tất cả mọi người nên cầu nguyện cho cô. Cô có một trái tim rất là nhân ái, mà cô mình cũng không ngờ là cô ra đi sớm như vậy. Tại vì cô Phi Nhung á, là cổ là vừa đi hát vừa lo cho các chú tiểu, rồi lại làm công việc từ thiện rất là nhiều. Nhất là cái điều mà thì Nghĩa nghĩ rằng cô hay hơn mình ở chỗ là cô rất là nhẫn nhục.
có những cái scandal mà Thiện Nghĩa nghĩ rằng là cô phải lên tiếng, nhưng mà cô không lên tiếng, cô vẫn âm thầm cô làm, âm thầm cô lo cho con cái, lo cho những người con mà ở ngoài đường thôi quý vị. Nó là con chứ thật ra là con của người ta không à. Nhưng mà cô vẫn thương yêu, vẫn che chở, vẫn bảo bọc. Thì thấy đó là một cái tình thương mà không phải ai cũng có. Cho nên Thiện Nghĩa cũng nhân đề tài nói gì vô thường hôm nay, Thiện Nghĩa cũng nói rõ ràng quý vị thấy không. Cái kiếp sống chúng ta cũng thấy đó rồi mất đó, mới hào quang, mới tỏa sáng ở đó thì nó cũng chìm trong quên lãng. Và nhất là ca sĩ Phi Nhung quý vị còn rất trẻ, năm nay mới có 51 tuổi thôi, nhưng mà đã ra đi một cách phải nói là cũng hơi đột ngột, làm cho rất là nhiều khán giả hâm mộ cô cũng phải nuối tiếc. Tiếc vì một cái tài năng trẻ, thứ hai là tiếc vì một trái tim nhân ái. Thì Thiện Nghĩa xin ghi nhận cô một cái điều và xin tri ân cô đã có một cái lời hứa, đã thực hiện chương trình đọc sấm giảng với Thiện Nghĩa, nhưng mà do điều kiện khách quan mình chưa làm được. Thì Thiện Nghĩa xin thông báo đến mọi người, đến tất cả ai mà có giao duyên với Phi Nhung cũng như là yêu mến Phi Nhung, thì cũng thành tâm đốt nén hương cầu nguyện cho cô để cô về cảnh giới an lành của Phật nha quý vị. Thì mình cũng tin rằng cô làm lành làm phước thì cô về cảnh giới an lành thôi, chắc chắn là như vậy. Thì nhân đây á, thì Thiện Nghĩa xin mời đồng đạo chúng ta cũng cầu nguyện thêm cho thứ nhất là Thiện Nghĩa nhắc lại là ông Trần Văn Tư, 81 tuổi, mất vào lúc 12 giờ khuya ngày 20 tháng 8 năm Tân Sửu. Người thứ hai thì Nghĩa muốn mời tất cả quý vị đồng đạo mình thành tâm cầu nguyện chung cho ông Ngô Anh Tuấn, 60 tuổi, quê ở Mang Thích, mất lúc 3 giờ sáng ngày 21 tháng 9 năm Tân Sửu. Ông thứ ba là ông Trần Văn Đúng, 63 tuổi, quê An Giang, mất lúc 6 giờ sáng ngày 21 tháng 9 năm Tân Sửu. Thứ tư là ông Nguyễn Hồng Băm, tuần thứ tư đó. Quý vị thấy không, là đây là những người đồng đạo của chúng ta không quý vị. Thì coi như là tất cả những vị đồng đạo này thì Nghĩa cũng muốn tất cả quý vị cùng thành tâm cầu nguyện chung cho tất cả quý vị đã vừa ra đi. Trong cái thời điểm này thì Thiện Nghĩa thấy rằng là những đồng đạo rất là đóng góp cho cái nền đạo Phật giáo hảo rất là lớn quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Và Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì vừa rồi quý vị vừa nghe một cái tin rất là buồn đó quý vị. Thì Nghĩa thấy rằng cái kiếp sống của chúng ta thì rất là vô thường, mỏng manh, thấy đó rồi mất đó. Cho nên đồng đạo cũng như là mọi người chúng ta cũng nên tinh tấn mà gấp rút lo tu hành quý vị ơi, để mình về cảnh giới của Phật quý vị. Cảnh ta bà này không có gì bền chắc, không có gì đâu vĩnh cửu. Thấy đó rồi mất đó. Người giàu sang phú quý cỡ nào, cỡ cả bậc đế vương vua chúa đi nữa cũng phải ra đi. Không ai có thể sống ở đây mãi đâu, mà chúng ta cứ quanh quẩn mãi, hơn thua giàu nghèo mãi thì cuối cùng chúng ta được gì đâu. Chúng ta chỉ mang theo cái tội và cái phước mà thôi. Ai thì thức tỉnh sớm thì mình lập công bồi đức sớm để mình mang cái vốn mình về cảnh giới của Phật ha quý vị. Cho nên quý vị biết rằng Đức Thầy cũng khuyên nhắc mình rất là nhiều về cái vô thường. Cho nên Đức Thầy cũng khuyên mình tu gấp gấp. Thì trong sấm giảng Đức Thầy cũng khuyên mình là tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ, chừng đói đầu khó kiếm điên khùng quý vị. Gấp gấp quý vị ơi, mình tu gấp tại vô thường không hẹn, thời gian thì không có chờ. Có nghĩa là cái vô thường này á, là nó sinh tử nó không biết giờ nào. Cho nên Đức Thầy khuyên mình tu gấp gấp để mình có cái vốn liếng mình ra đi đâu quý vị. Cái vốn này á, vốn mà mình lập công bồi đức làm phước và tu hành đó, thì mình sẽ mang theo mãi mãi, không bao giờ mất. Còn cái vật chất thế gian này á, thấy nó vậy đó, thấy là phù du lắm, nó nhà cao cửa rộng, cho nó thật ra nó cũng là chỉ một phút một giây hả quý vị. Bởi Đức Thầy có
nói đó, giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ quý vị. Thì cái vô thường á, thì nghĩa thế nào giờ cũng nói vô thường, thì nghĩa cũng chứng kiến nhiều cái chuyện mà chết rồi, cái tuổi trẻ chết, tuổi trung niên chết, rồi già chết cũng chứng kiến rất là nhiều. Nhưng mà qua cái dịch bệnh Covid này á, mình mới thấy nó vô thường, nó quá rõ ràng quý vị ơi. Chết nhiều quá, người thân của mình, xung quanh mình, đồng đạo mình chết quá nhiều. Cho nên thì nghĩa thấy cái vô thường nó quá, cho nên mình kêu gọi quý vị phải nên cố gắng tỉnh thức để mình tìm ánh đạo vàng của Phật, của Thầy, để mình nương theo đó mình đi nha quý vị. Đó là cái vốn rất là quý đó, không có gì quý hơn đâu quý vị. Đức Thầy dạy mình á, kiếp người dường chùm gửi bám vào cây. Kiếp người dường chùm gửi bám vào cây thôi. Kiếp này nó mỏng manh giống như cây chùm gửi, mình bám trên cây đó. Cây đó không biết nó khô chừng nào, nó ai đốn chừng nào mình cũng chết theo. Mình không có làm chủ được gì cả. Có nghĩa là nó mỏng manh như vậy đó. Nó muốn chết, nó chết. Nó muốn đau, nó đau. Nó muốn bệnh, nó bệnh. Nó muốn già, già. Chứ mình cũng không có làm chủ nó được cái chuyện sinh tử. Cho nên Ngài Thanh Sĩ thì dạy là tử sinh không gỡ cho suông, dù làm đến bậc đế dương ra gì. Trong cái mùa dịch Covid này thì không có đồng đạo mình đến để đưa tiễn, thì đó là một điều phải nói là rất là đáng buồn. Và nhất là thì Nghĩa cũng cảm thấy rất là buồn quý vị. Tại vì sao? Tại vì trước khi nói về chú Tư thì thì Nghĩa cũng xin thành lòng đốt một nắm tâm hương để cầu nguyện cho chú được về cảnh giới an lành của Đức Phật. Tại vì thì Nghĩa muốn thông báo đến tất cả quý vị đồng đạo xa gần mình, ai đã từng biết chú Tư và có nhân duyên với chú Tư thì mình cũng thành tâm cầu nguyện cho chú nhé. Thì chú đã trước khi chết á, trước khi qua đời thì chú Tư đã làm rất là nhiều công hạnh quý vị, rất nhiều việc công việc từ thiện xã hội rất là đáng để cho mình học hỏi. Thì nhân đây thì Nghĩa cũng xin kể sơ lược cho quý vị nghe một vài chi tiết mà thì Nghĩa cũng có duyên để làm từ thiện với chú, để cho chúng ta cùng học hỏi nha quý vị. Thì chú Tư á, thì cách đây cũng gần 25 năm rồi. Lúc đó thì Nghĩa còn đi học ở Đồng Tháp, ở Sa Đéc đó quý vị. Thì cũng có làm công tác từ thiện ở đó. Thì nói 25 năm chứ cũng gần 30 năm rồi. Thì lúc đó thì Nghĩa cũng nấu cơm cho bếp ăn từ thiện ở đó đó, phụ họa trong bếp ăn đó. Thì Nghĩa cũng tình cờ được biết chú Tư là một người thợ mộc thôi. Nhưng mà chú Tư rất là hiền hòa, rất là từ tốn, nói chuyện rất là nhỏ nhẹ. Thì Nghĩa cũng không biết chú Tư, nhưng mà lúc mình làm thì chú Tư đi tới đi lui, chú làm việc bình thường. Rồi sau đó có một lần thì chú Tư đến nói chuyện với mình, thì chú Tư mới động viên mình. Chú nói: "Hời ơi, sinh viên mà học sinh mà giỏi quá, gắng làm nha." Thì đó là một lời động viên của chú, mình cũng rất là nhớ. Thì đến một ngày nào đó, sau khi Thiện Nghĩa tốt nghiệp đại học thì Nghĩa lên thành phố Hồ Chí Minh á, thì mới biết rằng chú cũng lên thành phố mở bếp ăn từ thiện ở bệnh viện Ung Bướu á quý vị. Cho nên thì lúc đó thì Thiện Nghĩa cũng gắn bó với chú, cũng tới lui thường xuyên để mà làm công việc gì mà chú cần, chú nhờ. Thì mình lúc đó là còn đi học, cho nên đi xe đạp mỗi ngày đi đến bệnh viện Ung Bướu để phụ giúp cho chú cần cái gì đó cần thiết. Tại vì mình biết mình có duyên với chú rất là nhiều. Và chú cũng có công trình mà hiện nay mà để Thiện Nghĩa kể sơ lược cho quý vị cùng nắm bắt ha. Thì cái Thiện Nghĩa biết được là cái bệnh viện Sa Đéc đó quý vị, là bếp ăn từ thiện ở Sa Đéc, là cái công của chú Tư rất là lớn. Nếu có dịp chúng ta về ghé thăm ở bệnh viện Sa Đéc thì có bếp ăn từ thiện ở đó đó. Thì chú Tư cũng từng công tác ở đó và từng đóng góp ở đó rất nhiều, và kêu gọi các mạnh thường quân, rồi những nói chung là những cái nấc thang ban đầu á, là cái nền tảng ban đầu là cũng nhờ công trình của chú Tư rất là nhiều. Chú Tư mời cô Tư Thủy rồi ở thành phố rồi về giúp đỡ ủng hộ, và cho đến ngày hôm nay thì bếp ăn vẫn còn rực lửa quý vị. Đó là cái điểm xuất phát mà Thiện Nghĩa biết đầu tiên. Sau đó thì chú Tư cũng về bệnh viện Ung Bướu, thì Thiện Nghĩa cũng vô trong đó làm với chú cũng một thời gian mấy năm đó. Sau đó thì trong bệnh viện cũng hết hợp đồng với mình, thì mới mướn một điểm ở từ thiện ở bên đường Đinh Tiên Hoàng á.
Thì hiện nay bên đó vẫn còn hoạt động đó quý vị, là chú Tư vẫn tiếp tục phát triển ở bệnh viện từ thiện Bảo Hòa rất là nhiều năm, và cho nên sau này thì chú Tư cũng đã lớn tuổi rồi thì chú Tư đi hoạt động ở bên ngoài nhiều. Kính thưa quý vị, thì nói về cái công đức cũng như là việc làm của chú Tư thì Thiện Nghĩa theo học hỏi được rất nhiều. Ví dụ như một cái thời gian mà Thiện Nghĩa cũng đi theo chú mở bếp ăn từ thiện ở Bình Dương nè, thì có một lần này Thiện Nghĩa xin kể cho quý vị nghe rất là vui. Có nghĩa là lúc đó thì gần 20 năm qua rồi quý vị, thì có một hôm đó Thiện Nghĩa và chú Tư đi mở bếp ăn từ thiện ở ngoài đó. Thì mình thì cũng là một sinh viên thôi, rất bình thường, nhưng mà chú Tư rất là thương, đi đâu cũng dẫn mình theo hết á. Thì hôm đó thì trong cái bàn tròn quý vị, thì ăn chung với một cái bàn ăn thì có ông Dũng Lò Voi, tất nhiên là ông Quỳnh Quy Dũng đó, là ông chủ Đại Nam hiện nay đó quý vị. Thì lúc đó thì Nghĩa cũng chẳng biết ông Dũng Lò Voi là ai hết á. Thì cũng ăn cơm ngồi chung bàn vậy nè, thì ông Dũng ông rất là hiền, ông rất là mộc mạc, ăn mặc rất là bình dân, mình cũng chẳng biết là ai. Nhưng mà sau cái chương trình đó thì anh Dũng anh cho được 20 triệu, thì Nghĩa nhớ rất là rõ chuyện đó. Cho nên chú Tư mới ngồi gần mình á, thì chú rất là cảm xúc, chú muốn rơi nước mắt luôn đó quý vị. Thì khi mà xong buổi lễ rồi thì tan tiệc rồi á, thì chú Tư mới về nói với mình một câu thì Nghĩa nhớ hoài, Nghĩa nhớ hoài luôn á. Thì Nghĩa nói trời ơi, chú Tư cho mình một cái lời động viên rất là tuyệt vời. Chú Tư nói là thấy người ta giàu mà người ta làm từ thiện, mình thấy mình hoan hỷ quá Thiện Nghĩa. Mình thấy mình đi làm việc này mà mình thấy bên cạnh mình cũng có nhiều người đồng hành với mình, đây là một cái điều mà chú Tư cảm thấy rất là xúc động. Thì lúc đó Thiện Nghĩa cũng không biết là anh Dũng Lò Voi là ai hết. Có như lúc đó thì cũng chưa biết là Đại Nam đại gì hết á. Đại Nam chắc cũng có sau này thôi, chứ lúc mà đi á thì anh Dũng ảnh cũng đã cầm 20 triệu thời điểm đó đó quý vị, để cho bếp ăn đó ngay Bình Dương. Thì Nghĩa nhớ hoài, mà đặc biệt là trong cái ngày đó thì chú Tư rất là xúc động, chú cảm thấy là sung sướng vô cùng. Tại vì trên bước đường đi làm của mình là người ở Hai Lúa miền Tây lên, mà đi làm được người ta ủng hộ một số tiền lớn như vậy để cho bếp ăn vậy, chú cảm thấy rất là xúc động. Và chú khuyên mình phải cố gắng, mình làm cố gắng đi nữa, mình làm đi, chắc chắn là sau lưng mình sẽ có nhiều người ủng hộ. Thì sau đó thì chuyến đi đó thì vòng vòng mà chú Tư vẫn tiếp tục trên đường đi để mở bếp ăn ở Cà Mau. Thì Nghĩa nhớ rất là rõ là thì Nghĩa cùng đi với Cái Nước á quý vị, huyện Cái Nước hay là Đầm Dơi. Thì hiện nay cái bệnh viện ở Cà Mau vẫn còn đó quý vị, ở Cái Nước đó. Thì công đầu tiên của chú Tư xuống đó là cũng mở mang để ủng hộ, kêu gọi mọi người để mà ủng hộ cho cái bếp ăn. Thì Thiện Nghĩa cũng rất là có hữu duyên đi chung với chú. Về đó thì lúc đó cái bếp ăn rất là nghèo nàn, thô sơ lắm. Chú Tư cũng kêu gọi mọi cách để cho người ta có một cái lòng nhân để mà giúp đỡ cho bà con mình nghèo ở đó. Thì đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo mình cũng có lên xuống. Và Thiện Nghĩa biết rằng hiện nay cái bếp ăn đó vẫn còn quý vị, vẫn còn hoạt động. Đây là một cái điều mà mình thấy rất là nhớ chú Tư. Rồi ngoài ra quý vị biết không, đi về tới là bếp ăn ở Nha Mân, ở coi như là ở Tiền Giang quý vị, ở Tiền Giang, Tiền Giang cũng cũng có chú Tư tham gia trong cái bếp ăn đó. Rồi bệnh viện tâm thần ở Cai Lậy Tiền Giang mình đó, thì cũng có bệnh viện tâm thần. Rồi một bệnh viện ở tỉnh Tiền Giang cũng chú Tư cũng có mặt tham gia, kêu gọi rất là nhiều mạnh thường quân và ủng hộ. Và nếu mà Thiện Nghĩa kể thì rất là nhiều nha quý vị. Ví dụ như mình về Mộc Hóa nè, Vĩnh Hưng nè, rồi An Giang nè, đặc biệt là An Giang nè, Cần Thơ nè, Phụng Hiệp nè, rồi rất là nhiều nơi. Nhưng mà những cái nơi mà chú Tư bước chân đến để kêu gọi đó, Thiện Nghĩa nhớ như hình với bóng nha quý vị. Đặc biệt là một lần về Bến Tre nữa quý vị. Bến Tre cũng chú Tư là cũng về đó rất là nhiều lần để mà ủng hộ cho bếp ăn, rồi xây các chùa ở